Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay Ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023 Xin kính thưa quý vị và các bạn Vụ việc Quế Ngọc Hải đúc thẳng mặt ý nhi Vì dám nhận mình nổi hơn vô công trung Đang được rất nhiều người quan tâm trên mạng xã hội trong những ngày qua Những phát ngôn của Hoa hậu ý nhi Đang nhận được sự quan tâm đến mức mà các cầu thủ của tuyển bóng đá Việt Nam Cũng nhảy vào để bình luận Vâng, vụ việc đó như thế nào và chuyện gì đã xảy ra Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để đồng hành cùng chúng tôi cùng phê bóng đá. Trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Ý Nhi được hỏi rằng hãy kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định. Cô gái 21 tuổi Hoa hậu Ý Nhi đã trả lời rằng em, nhà thư hàng một tử và vua Quang Trung. Sau khi trả lời câu hỏi trên thì đông đảo cư dân mạng đã bình luận về câu trả lời này. Trong đó có trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ Hồ Tấn Tài của tuyển Việt Nam. Lý do Hồ Tấn Tài tham gia vào câu chuyện này là do quê của anh cũng ở Bình Định với Hoa hậu Ý Nhi. Hiện tại thì Bình Định đang có rất nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Quang Dũng, chủ tịch câu lạc bộ Hoàng anh Gia Lai ông Đoàn Nguyên Đức, tuyển thủ Hồ Tấn Tài và rất nhiều những người nổi tiếng khác. Trong khi đó, Ý Nhi mới đăng quang Hoa hậu thế giới Việt Nam năm 2023 vào cuối tháng 7 năm nay. Ngoài ra, câu trả lời về cố nhà văn Hàm Mộc Tử của Ý Nhi là sai. Cũng trong văn hàm mặc tử sinh ra ở Đồng Hới, Quảng Bình Ông mất ở Quý Nhơn, Bình Định vào ngày 11 tháng 11 năm 1940 Cũng liên quan đến phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi Kinh ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn đã phản ứng với dòng chia sẻ như sau Mình cũng là đồng trang lứa với Ý Nhi Trang Wikipedia của bạn mới được thành lập cách đây 7 giờ Thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi Trong lúc bạn đi thi Hoa hậu và trưởng thành Thì mình đã đại diện cho Việt Nam đi thi đấu quốc tế rồi Phản ứng của nhà vô địch SEA Games năm 2017 Nguyễn Hữu Kim Sơn từ câu phát ngôn của Như Ý như sau Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành hết thời gian để ngủ, để đi chơi, uống trà sữa hay cà phê thì tôi trưởng thành hơn các bạn ấy Các bạn vẫn là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp hơn với cương vị của mình Ai chà chà, ghê đây có một số ý kiến nhận xét Hậu ý nhì bị vạ miệng Cần được thông cảm Vì tuổi trẻ mắc sai lầm là bình thường Nhưng một số quan điểm khác bình luận không nên tiếp tục vạ miệng Bởi như ý là hoa hậu Nên khả năng ứng xử cần phải chính chắn Tránh lập đi lập lại những chuyện gây tranh cãi Vâng, kính thưa quý vị và các bạn mới đây nhất trong một bài đăng mà đoạn nhắc đến những người nổi tiếng ở Bình Định Quế Ngọc Hải đã lập tức gắn tên Hồ Tấn Tài, cầu thủ của quê Bình Định Ngay sau đó thì cầu thủ sinh năm 1997 liền đáp Không bình luận, Câu trả lời khéo léo tinh tế của Hồ Tấn Tài nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Hồ Tấn Tài là một trong những cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam được nhiều người yêu mến. Với những đóng góp cho câu lạc bộ và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, anh được bình chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của tỉnh Bình Định năm 2021. Cách đây không lâu, Hồ Tấn Tài đã chia tay câu lạc bộ Bình Định để gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngoài sự nghiệp trên sân cỏ, anh còn có một cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Phạm Hiếu sinh năm 1995 là chủ cơ sở làm đẹp có tiếng ở Bình Định. Hồ Tấn Tài và Quế Ngọc Hải có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Hoa hậu Ý Nhi đang quảng Miss World Việt Nam được hơn 10 ngày thì liên tục xảy ra những sự cố về lỗi ứng xử. Với ba sự cố vạ miệng của Ý Nhi gồm phát ngôn về việc các bạn đồng trang lứa đang uống trà sữa thì tôi đi thi Hoa hậu. Bạn trai phải cố gắng phát triển bản thân để theo kịp tôi. Và câu trả lời về ứng xử danh nhân của quê hương Bình Định. Trong 3 lần vạ miệng thuộc lỗi ứng xử kém tinh tế, thiếu thái độ khiêm tốn này thì khán giả kích liệt lên án chuyện sơ hở về kiến thức của ý nhi. Tân Hoa Hậu đã phát ngôn không đúng về quê hương của nhà thơ Hàng mặc Tử. Và chưa hết, việc người đẹp sinh năm 2002 đặt tên mình trước vụ công trùng đã khiến khán giả phản đối kịch liệt. Dư luận đã nhận xét cô quá tự tin và ngạo mạn khi nhận được danh hiệu từ một cuộc thi Hoa Hậu. Nhưng lỗi ứng xử nói trên đã khiến khán giả phải lật lại bài thi ứng xử của cô trong Miss World Việt Nam 2023. Tuy nhiên sau 10 ngày đăng quang, chỉ qua 3 lần vạ miệng khán giả đã quay xe và cho rằng câu trả lời lòng vòng không đúng ý nghĩa. Một độc giả có ý kiến cho rằng câu trả lời của Ý Nhi không đi vào trọng tâm, dám khảo hỏi về áp lực của em giải quyết như thế nào, nhưng mà em đã trả lời lòng vòng rồi không trả lời vào trọng tâm để giải quyết như thế nào. Nếu trong một bài văn thì vậy được mấy điểm? Trả lời như thế này thì không đủ thuyết phục để thi đấu ở đấu trường quốc tế đâu em. Một độc giả khác bắt lỗi từ khi cô trao khán giả Lời chào trước khi trả lời ứng xử của Ý Nhi thiếu sự tế nhị cơ bản của một người con gái Em thưa biết rằng những người trong khán phòng không chỉ là những người bình định Có quá nhiều khán giả quay xe khi xem clip ứng xử của Hoa Hậu Ý Nhi Phần nhiều ý kiến cho rằng màn ứng xử của người đẹp gốc Bình Định không thuyết phục Hiện tại Hoa hậu Ý Nhi đang là tâm điểm của dư luận với màn ứng xử liên tục vấp lỗi Vừa đăng quang, Ý Nhi đã có hẳn một group anti-fan với gần nửa triệu ad Người đẹp gốc Bình Định đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khá lớn từ khán giả Tuy nhiên thì cũng có một số khán giả nhận định rằng đây là một phần giao lưu câu hỏi nhanh, đáp gọn, dẫn đến ý nhi không kịp có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về câu trả lời. Do đó sai sót về thứ tự tên đọc cũng có thể thông cảm. Trước những ồn ào của ý nhi, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân của anh. Anh cho biết rằng thực sự cũng nên có một hòa hậu trong lịch sử cần được tước vương miệng để làm gương. Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả vương miệng cho bàn tổ chức để nhìn nhận lại sai lầm trong những phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày qua mới đang quan hậu mà group anti fan gần đến 400.000 người rồi thì khó sống nổi trong showbiz lắm đồng quan điểm với độ mạnh cường ca sĩ Minh Quân cho rằng đã có lúc đồng cảm với Y Nhi vì nghĩ có thể là do tuổi trẻ chưa có sự chín chắn còn mông bột và đang quá hưng phấn vì đoạt giải nên cô gái này đang phát ngôn chưa được khéo léo tuy nhiên sau đoạn phỏng vấn mới đây liên quan đến ba người nổi tiếng quê Bình Định thì nam ca sĩ Minh Quân đã về quán ngầm quay xe cái tôi của cô gái này quá lớn, sự ngạo mạn, tự cao đã trở thành hệ tư tưởng của cô gái. Phải chăng đó là kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình? Quá nuông chiều dẫn đến lối suy nghĩ đó. Hoa hậu không chỉ đẹp về bề ngoài mà còn đẹp cả về nhân cách lẫn tâm hồn. Lời ăn tiếng nói, trường mực khiêm tốn là đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Có lẽ đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước cần phải vào cuộc để chấn chỉnh, tránh ảnh hưởng đến lối tư duy của thế hệ trẻ trong tương lai. Dòng chia sẻ của nhà thiết kế Độ Mạnh Cường cũng như ca sĩ Minh Quân được sự tán đồng của một số đông dư luận. Đa phần là khuyên Miss World Việt Nam 2023 nên điềm tĩnh, hạn chế giao lưu với báo chí vì bản thân chưa đủ bản lĩnh để nói chuyện và ứng phó với truyền thông, dẫn đến nhiều sai lầm khó có thể xử lý sau này. Và đây cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.